Ok, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Sửa Chữa Laptop 24h.com. Với những bạn nào mà đang sử dụng Windows 11 ý, thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái điều cực kỳ hài lòng cũng như là có một vài cái điểm không thích ở trên cái Windows 11 này. Tuy nhiên thì Windows cũng đang ngày càng hoàn thiện cũng như là cải tiến lại cái Windows 11 này. Thì khoảng tầm 2-3 tháng trước ý, thì Windows nó đã cho ra một cái phiên bản Windows 11, cái phiên bản cập nhật là Moment 1 với nhiều cái tính năng cải biến cũng như là nó giúp ích nhiều cho người dùng hơn. Và hôm qua thì Windows cũng đã cho ra phiên bản cập nhật cái Windows Moment 2 ấy, với một vài cái tính năng mà mình thấy là nó cũng có tác dụng cũng như là giúp ích tương đối là nhiều cho cái quá trình làm việc và học tập của các bạn. Thì hôm nay mình đã cài được cũng như là trải nghiệm thử, thì mình muốn chia sẻ tới các em những cái tính năng nổi bật cũng như là một vài cái tính năng mà mình thấy nó sẽ hữu ích nhiều với anh em. Thì không để anh em chờ lâu nữa thì bắt đầu video ngay nhé. Ok, đầu tiên thì khi các bạn cài cái phiên bản cập nhật này lên ấy, với những bạn nào mà update trực tiếp từ cái Windows Update trong Windows thì nó sẽ không có cái màn hình khởi động lúc ban đầu. Tuy nhiên thì với bạn nào mà cài mới Windows lại ấy, thì nó sẽ có một cái hình nền cũng như cái video khởi động máy tính mới cho anh em. Thì chỉ là tăng cái độ nhận diện thôi. Thì, với tính năng mà mình thấy đầu tiên mà nó cập nhật đó chính là ở cái thanh tìm kiếm này. Ở cái thanh tìm kiếm này nó đã được tích hợp một cái The New Bing ở đây. Thì với cái công nghệ AI được tích hợp vào trong cái thanh tìm kiếm này, nó sẽ giúp các bạn là có thể là trò chuyện này. Như các bạn thấy dạo gần đây thì cái chat GPT nó đang quá là hot rồi. Nên là bên Bing này nó cũng cải tiến tương đối nhiều. Tuy nhiên thì với cái trải nghiệm của mình trên cái Bing này thì mình thấy là nó cũng chưa thực sự đem lại những cái trải nghiệm tốt lắm cho mình, khi mà mình thấy là cái kho dữ liệu của Google nó vẫn quá là lớn đi. Với cái điểm nâng cấp thứ hai mà mình thấy nó cực kỳ hữu dụng với các anh em đang sử dụng hệ điều hành Windows, đó chính là cái tính năng Phone Link. Thì thông thường với những bạn nào mà đang sử dụng Android đi, thì chúng ta kết nối với một cái máy tính Windows nó khá là dễ dàng, cũng như là cái hệ điều hành nó mở nên anh em kết nối dễ, lấy file rồi là kết nối mọi thứ nó đơn giản. Tuy nhiên thì với hệ điều hành iOS lại khác nhá. Với những anh em nào mà đang sử dụng iPhone thì chắc chắn kết nối với cái hệ điều hành Windows chúng ta là một cái cực hình. Tuy nhiên thì với cái Phone Link ở trên cái phiên bản cập nhật này, nó đã hỗ trợ cho iOS và giúp chúng ta có thể sử dụng được nhiều cái tính năng hơn. Như ở đây thì các bạn cũng có thể thấy là nó có thể truy cập dễ dàng hơn vào các cái ảnh ở trên iPhone của bạn được tích hợp với cái iCloud. Nên ở đây thì các bạn chỉ cần sử dụng cái Phone Link thôi là đã có thể kết nối được với iPhone rồi. Thì nó cũng hỗ trợ cho cái quá trình làm việc chúng ta, khi mà với những bạn mà phải sử dụng đến những cái chiếc iPhone lấy file qua lại giữa máy tính và điện thoại, thì hiện nay với cái tính năng Phone Link được cập nhật và cải tiến như này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Mình thấy là nó sẽ hữu dụng đấy. Ok, một tính năng tiếp theo mà mình thấy sẽ hữu dụng nhiều với những anh em nào mà sẽ phải họp nhóm này, call video cũng như phải xuất hiện hình ảnh nhiều trên cái các cuộc họp nhóm chẳng hạn. Thì với cái tính năng là Studio Effect này thì nó cũng được ra mắt ở những phiên bản cập nhật trước rồi. Và ở cái phiên bản cập nhật Moment 2 trên Windows 11 này ấy, nó đã được cải tiến là tích hợp thêm cái tính năng AI giúp cái bộ sưu tập hiệu ứng âm thanh của bạn hoặc là video của các bạn tự động tạo khung ấy, lấy nét rồi là giọng nói các thứ. Với anh em nào mà dùng Microsoft Teams ấy, thì chắc chắn sẽ hiểu được điều này, cũng như là với cái tính năng này sẽ các bạn sẽ thấy là nó hỗ trợ nhiều cho cái công việc của các bạn. Mình thấy với những anh em nào mà phải sử dụng chụp tài liệu nhiều này, hay những bạn phải quay màn hình rồi là chụp ảnh cái màn hình nhiều ấy, thì Snipping Tool trước kia nó đã là một cái công cụ chụp ảnh màn hình tương đối là tốt rồi. Tuy nhiên nhờ phiên bản cập nhật này, các bạn đã có thể là quay video với cái Snipping Tool này. Thì khi mà anh em cài cái phiên bản cập nhật này lên thì các bạn chỉ lưu ý cho mình một chút, đó chính là các bạn vào trong cái Microsoft Store ấy, các bạn update cũng như cập nhật tiếp cái Snipping Tool lên cho mình. Các bạn lưu ý là phải cập nhật lên thì nó mới có nhé. Sau khi các bạn cập nhật lên thì chúng ta mở Snipping Tool lên thì nó sẽ có một cái thanh là ghi màn hình video cho chúng ta. Đó, ở đây thì với cái tính năng Snipping Tool từ trước kia nó đã chụp màn hình nó tương đối là ổn cũng như là nhanh, tiện dụng và gọn rồi cho anh em rồi. Hiện nay nó đã tích hợp thêm cái tính năng ghi màn hình giúp các bạn càng tiện lợi hơn trong cái quá trình mà chúng ta làm việc. Đôi khi chúng ta chỉ cần ghi lại một vài cái đoạn video ngắn hoặc là một vài cái thao tác trên màn hình thì các bạn hoàn toàn có thể ghi lại bằng cái Snipping Tool này. Và đặc biệt hơn là anh em không phải cài bất cứ một cái phần mềm nào nó lằng nhằng, nó rắc rối, các bạn quay màn hình và xếp trực tiếp
sau đó gửi đi cho bạn bè hoặc là gửi đi vào các cái hội nhóm, cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Các phím tắt thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn nhấn Windows Shift S là nó đã có thể mở được cái tính năng Snipping Tool này rồi. Và tiếp đến là một cái tính năng mà mình nghĩ là anh em sẽ thấy hay ho, tuy nhiên thì thực sự khi mình sử dụng ấy, có lẽ là cần anh em đánh giá thêm xem là cái tính năng này nó có thực sự là hữu dụng trong cái quá trình chúng ta sử dụng máy tính hay không. Đó chính là ra lệnh cho cái hệ điều hành Windows chúng ta mở các tác vụ ứng dụng hoặc là các cái phần mềm. Hiện nay thì cái việc mà ra lệnh bằng giọng nói thì các bạn quá quen thuộc trên những chiếc iPhone rồi. Tuy nhiên thì trên cái hệ điều hành Windows chúng ta thì với những cái phiên bản cập nhật Moment 2 như này, nó lại càng được cải tiến hơn, giúp các bạn có thể điều khiển từ cái mở ứng dụng trong các cái hệ điều hành của chúng ta. Thì với cái Windows mà cái ra lệnh bằng giọng nói này, đầu tiên các bạn sẽ phải mở cái Accessibility cho mình. Tiếp đến các bạn chọn vào cái mục là More Access Setting này. Trong cái mục Access này thì các bạn hãy kéo xuống trong cái mục là Speed. Đó, trong đây thì các bạn có thể thấy ngay một cái là Voice Access. Ở đây thì các bạn có thể bật cái Voice Access này lên. Sau khi các bạn bật Voice Access này lên ý, thì các bạn chỉ cần chọn vào Download để nó tải một cái gọi là phần mềm cũng như là tải một cái tính năng này xuống. Với những bạn nào mà đang sử dụng tai nghe ấy, thì bạn hãy chọn vào cái cổng tai nghe nhé. Còn những anh em nào mà đang sử dụng laptop thì có lẽ là cứ sử dụng trực tiếp cái mic trên laptop là được. Sau đó các bạn nhấn vào cái phần mic ở góc này. Đó, sau khi các bạn đã bấm vào nhé, nó đang nghe ấy, thì các bạn có thể nói vào Open Chrome. Ngay lập tức Chrome của bạn sẽ được mở lên và các bạn có thể làm việc. Còn với các cái tính năng ở trên cái hệ điều hành chúng ta ấy, thì các bạn có thể chọn mở, và nếu trong trường hợp nó không nghe ra lệnh thì các bạn có thể chọn vào các cái mục ví dụ 1, 2, 3, 4 ở trên này mà các bạn thấy hợp lý. Và tất nhiên sẽ có một điểm hạn chế trên cái trình tìm kiếm này, đó chính là nó chỉ hỗ trợ tiếng Anh mà thôi. Hiện tại thì mình chưa thử cài cái phiên bản tiếng Việt lên cái hệ điều hành Windows của mình để xem nó có hỗ trợ hay không. Tuy nhiên thì hiện tại mình thấy đây là nó đang hỗ trợ tiếng Anh mà thôi. Thì cái phiên bản cập nhật này nó mới ra mắt và mình đã làm video cho anh em nên thực sự mình vẫn chưa trải nghiệm được quá là nhiều. Thì anh em nào mà quan tâm ấy có thể click vào cái đường link bên dưới nhé. Click vào đường link bên dưới thì mình sẽ để cái link tải phiên bản cập nhật này cho anh em. Còn với anh em nào đang sử dụng laptop ấy, thì mình thấy cũng có một cái tính năng nó tương đối là hay, khi mà nó sẽ giúp anh em ở đây, nó sẽ giúp anh em có thể là cải thiện lại cái quá trình sử dụng pin cũng như là cải thiện cái thời lượng pin cho chúng ta. Như ở đây các bạn có thể thấy một vài cái tính năng mới đây, các bạn cần bật lên để xem nó có thể tiết kiệm pin hay không. Thì anh em có thể là bật thử và sử dụng xem nó có thực sự là tiết kiệm pin cho anh em không nhé. Với cái phiên bản cập nhật mới này thì mình thấy nó sẽ được tích hợp tương đối là nhiều các tính năng về AI trên cái hệ điều hành Windows chúng ta, giúp chúng ta có thể dễ dàng làm việc, dễ dàng tìm kiếm, trao đổi rồi thực hiện các cái tác vụ trên cái hệ điều hành chúng ta nó dễ dàng hơn, khi mà nó có thể học hỏi và nhận biết được là với những bạn mà đang sử dụng nhiều ứng dụng gì cũng như là sử dụng nhiều vào cái lĩnh vực gì thì nó sẽ tự học hỏi. Và trên đây thì là một vài cái tính năng mà mình thấy nó cực kỳ hay ho trên cái phiên bản Windows 11 Moment 2 này. Thì anh em mà có cái ý kiến cá nhân gì về các cái tính năng này, anh em có thể để lại dưới phần comment của video cho mình cùng các bạn khác có thể tham khảo nhé. Và đặc biệt hơn, nếu anh em nào có nhu cầu cài cũng như là cần bản tải thì click dưới phần mô tả của video nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.